Bây giờ người ta đang vào mình không rung rộng ấy, rung rộng ở đông người ấy đấy, lại thế nghe hết cỡ chưa? Đây cỡ rồi, có hết cỡ rồi, ok. Nhưng mà thì mình rung chậm chậm vào người ta thì người ta đang hiện diện ở lễ hội nhà gái tôi đây, một lời kính chúc sức khỏe và một lời chào trân trọng nhất.
Vâng, và đúng là dù ai đi bốn phương trời, khỏi đâu lịch sử được như người quê ta. Cảm ơn quý khách gần xa để đến dự đám cưới của hai nhà chúng tôi, mà quý khách cùng ổn định chỗ ngồi cùng nhau chúc phúc cho nên đôi vợ chồng, và đám cưới thì rực rỡ màu hồng. Chắc hẳn quý khách cũng thấy ấm lòng trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, nói về quê hương Nam Định của chúng tôi, vâng, Nam Định tuy là còn rất nghèo nhưng con trai con gái không đâu đẹp bằng. Mà có ai thắc mắc ai trong cứ nhìn chú rể là trình bằng chứng đây, anh ấy trông rất đẹp trai, cao to phong độ thì cũng chẳng ai đẹp bằng. Còn cô dâu của chúng ta thì sao, có ai bằng cô dâu thì xinh đẹp tuyệt trần, dịu dàng dễ mến, lại quẩn nết na, nhìn ra lại tưởng hằng nga, thì bầu bên xoái cũng phải vỡ hòa người yêu. Và có thể nói rằng cặp đôi này chú rể thì trông giống sinh điều, cô dâu trông y thí kiểu ngày xưa, cả hai mắt đong đưa nhìn nhau say đắm rồi lại say sưa tình động. Vâng, trải qua một giai đoạn tình yêu trong tình yêu, và đôi bạn trẻ đã quyết định ngày hôm nay họ cùng có mặt ở người đây để rồi về cùng về chung một nhà, chung cha chung mẹ chung ông chung bà, và cùng nhau chung sức chung lòng, chung chân chung bối chung phong chung màn, chung muôn lời thở tiếng than, chung muôn tiếng hát bên đàn con chim. Vâng, hôm qua chú rể thì còn một mình, hôm nay chú đã có người tình kề bên. Hôm qua cô dâu còn ngủ với ô mà hôm nay em phải xa ô mất rồi. Và đúng là công cha thì như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ngời ngời biển đông. Giờ đây nên vợ thành chồng cũng không thể nào thiếu được công môn ngoại thầy, cũng như qua sông thì cần phải có đò, và muốn cho hạnh phúc thì cần phải nghe lời dặn dò của mẹ cha. Ngay sau đây chúng tôi xin mời lên hôn trường cưới một đứa gái, một bạn đại diện cho á trai nên có đôi lời phát biểu. Xin trân trọng kính mời và kính mời bác. Các ông các bà cùng toàn thể quan viên bốn họ. Hôm nay gia đình chúng tôi cưới giàu tới để trước tiên bái yến tổ tiên, sau chúng tôi xin ý kiến các cụ lý do. Các cháu của chúng tôi đã thời gian tìm hiểu được lâu dài, nay hai họ hai gia đình tổ chức lễ thành hôn cho các cháu xong đã được sự đồng ý nhất trí của hai chính quyền địa phương. Nay gia đình chúng tôi chọn ngày lành tháng tốt giờ đẹp để xin các cháu xin dâu về làm con làm dâu của chúng tôi. Xin phép tất cả quan viên họ, xin mời tôi đại diện gia đình mời tất cả quan viên họ. Giờ lành sắp tới chúng tôi xin mời các cụ quan viên bốn họ đưa cháu tôi về làm dâu làm con của chúng tôi. Xin phép đồng thời mời tất cả các cụ quan viên họ nhà gái đưa cháu dâu của chúng tôi về nhà để làm dâu làm con. Xin phép. Vâng, và chúng ta vừa nghe một lời phát biểu của bác đại diện của họ nhà cha. Vâng, bác cũng đã nói tuy rất ngắn gọn thôi nhưng rất xúc tích và cũng là đầy đủ. Vâng, và cũng đúng là trai vui thì gái cũng vui. Hôm nay hai họ là tức mừng như hoa. Nhà trai thì vừa mới phát biểu xong, bên hàng nhà gái cũng có đôi lời một thương. Vâng, ngay sau đây chúng tôi cũng mời lên sân khấu bác đại diện cho họ nhà gái cũng có đôi lời lên phát biểu. Vâng, xin trân trọng kính mời và kính mời bác. Kính thưa các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì, chú bác cũng như là bạn bè thân thiết của hai gia đình và hai cháu, được phép của hai gia đình cháu Phương và cháu Hoa đã tìm hiểu nhau và đã đi đến một cái tình yêu chân thành và thắm thiết, và các cháu đã đi đến quyết định hôn nhân, và việc hôn nhân của các cháu cũng đã được pháp luật công nhận. Vì vậy hai gia đình đã bàn bạc thống nhất là tiến tới làm lễ thành hôn cho các cháu. Hôm nay ngày lành tháng tốt và bây giờ cũng là giờ rất đẹp, gia đình họ nhà trai các cụ đã có lễ sang để đón cháu về đây. Sang ngoài đấy làm dâu con các cụ. Thay mặt cho họ nhà gái, chúng tôi xin tiếp nhận lễ của các cụ xin dâu và đưa lên để cáo hết với gia tiên thiên tổ. Trong những cái ngày vui và hạnh phúc của các cháu như thế này, gia đình lại được đón tiếp tất cả các ông bà, cô dì, chú bác không quản đường xá xa xôi, nhất là thời gian cuối năm rất quý báu, nhưng ta đã bớt chút thời gian về dự cái lễ vu quy của cháu như thế này, gia đình và dành cho gia đình những cái tình cảm rất là chân thành và quý báu. Cũng thay mặt cho gia đình xin chân thành
cảm ơn những tấm lòng và những tình cảm của anh em, cô dì, chú bác cũng như là bạn bè của các cháu. Nguyện vọng của gia đình là muốn mời tất cả các cụ, các ông, các bà, anh em, cô dì cũng như là bạn bè của các cháu bớt chút thời gian để đưa cháu về nơi quê của cháu để làm lễ thành hôn và chúc phúc cho các cháu. Một lần nữa xin gửi tới tất cả các vị đại biểu lời chúc sức khỏe. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, vừa rồi chúng ta vừa được lắng nghe một lời phát biểu của bác đại diện cho họ đại gái. Vâng, bác cũng đã có lời đáp thư cũng như là căn dặn các cháu ở trong ngày vui hôm nay, cũng như cũng đã có lời cảm ơn tới tất cả những quý vị và các bạn cũng đã có mặt và dự lễ phụ bình của hai gia đình trong buổi sáng ngày hôm nay. Vâng, đúng là yêu nhau thì đứng ở đằng xa, con mắt biết lại bằng ba đứng gần, anh còn son em cũng còn son, bất gì đã được làm con một nhà. Vâng, chú rể Văn Hương chúng ta từng nói với cô Dương Hoa rằng với ước gì anh lấy được nàng để anh mua gạch bát tràng về xây, xây dọc rồi lại xây ngang, xây hồ bán huyện để cho nàng rửa chân. Và cô Dương Hoa cũng đã từng thủ thỉ bên trai chú rể, bên tai chú rể Văn Hương rằng và anh về thưa với mẹ cha, bưng cao bưng trầu sang nhà em chơi, nếu như các cụ nhất lời thì đôi ta sẽ đời đời bên nhau. Vâng, ngày hôm nay cũng trước sự chứng kiến của hai bên gia đình cũng như là được sự đồng ý của tất cả các bên chính quyền địa phương thì chú rể Minh Phát Phượng cũng đã có mặt ở trong trường của thầy gái. Và chắc chắn đến giờ hôm nay đây, chúng ta không chờ đợi nữa khi mà chú rể Phượng sẽ ra đón cô dâu Như Hoa chúng ta để ra chào hỏi tất cả các quý vị lễ hội ở trong buổi sáng của trường ngày hôm nay ạ. Vâng, xin trân trọng kính mời chú rể. Vâng, sau khi đón cô Như Hoa thì hai bạn cũng sẽ có lễ bái nhất có được và liên tục chương trình sẽ có một ca sĩ đến từ phái đàn của Đà Trang, đó chính là ca sĩ Sinh Hoạt. Vâng, một cái tên rất hay, anh cũng sẽ có một ca khúc để gửi tới hai em ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin trân trọng kính chào quý vị. Sau đây họa sĩ nhạc phẩm tặng riêng cho cô giáo để kể lại một mối tình có một chàng trai ở Bến Trung chào cô cái ở cổng trường. Và sau đây họa sĩ nhạc phẩm mong đợi những bạn trẻ ôn trường chờ trong giây lát. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
thầm nhớ một người lặng lẽ, một người cùng anh yêu mãi thôi. Một trận đón sâu đất lạnh xa xôi tình đôi ta bên nhau, vì em đó sẽ mãi sáng sáng hơn vầng dương nơi bên cầu. Giờ tình yêu anh trao em, đã tình yêu ta trao đâu người yêu một chút nắng, một chút gió, một chút đường đã theo quý vị trở về đây để chúc cho đôi lứa trăm năm hạnh phúc, chúc cho chúc mai xung họp một nhà, chúc cho ba hai bạn mặn mà tình duyên, chúc cho hai họ bốn bên cô dâu chú rể nên duyên tháng ngày. Ai không vui khi buổi đầu gặp gỡ và ai không mừng khi tiếng nhạc rộn vang, và khi tiếng nhạc rộn vang báo mùa một mùa hôm nay cũng đã tới. Và những người thực hiện chúng tôi không quên giới thiệu hai nhân vật đẹp nhất ở trong buổi trưa ngày nay. Hai bạn sẽ đứng lên để chào cho tất cả các quý vị khách có mặt ở trong thư giả của gia đình họ nhà gái hôm nay. Vâng, và ngay sau đây cũng sẽ là một nghi thức rất quan trọng ở trong buổi trưa ngày nay, đó là một nghi thức trao nón. Vâng, xin mời hai bà mẹ có dâu của chú rể, chúng ta hãy trở lại với khuôn trường cưới để chúng ta làm nghi thức. Vâng, xin mời hai bạn trẻ chúng ta bước lên đây trên sân khấu để cho tất cả quý vị các bạn và chiêm ngưỡng ở trong buổi trưa ngày nay đi. Vâng, những người đang sở hữu những chiếc iPhone 6, iPhone 7, chúng ta hãy ghi lại những khoảnh khắc này đi nào. Vâng, để chúng ta hôm nay up lên Facebook để tìm những tấm ảnh có ngàn like. Trong ngày vui trọng đại ngày hôm nay, không những cô dâu Hoa được dành những món quà về tinh thần mà còn được dành những món quà về vật chất. Vâng, mà người mẹ, người đã sinh ra cô dâu Hoa và đã nuôi con thơ lớn như ngày hôm nay. Và ngày hôm nay cô đã còn là một nàng dâu xinh đẹp nhất ở trong môn đường dưới đại gái này. Bà cháu yêu bà lắm, tóc bà trắng màu trắng như mây, cháu với bà cháu nắm bàn tay khi cháu vâng lời cháu biết bà vui. Vâng, ngay sau đây bà nội của cháu Hoa cũng có một món quà dành tặng cho cháu trong ngày vui này. Mặc dù tóc bà trắng như ngày mây, bà cũng còn rất minh mẫn và được chứng kiến hai cháu hạnh phúc thì chắc chắn bà cũng sẽ là người vui ở trong ngày hôm nay. Vâng, bà đã có mặt ở ngôi trường cưới rồi. Vâng, xin mời bà.
Thôi giá anh, giá anh nào. Ok, anh em gọi đây. Quay. Ok. Giờ đây. Vâng, thật may cho cô Tô Như Hoa, không những bà nội cũng rất khỏe và bình vấn, và ngay sau đây một người bà cũng là bà ngoại. Vâng, bà cũng sẽ có lên có món quà để dành tặng cho cháu Kiều mình trong ngày hôm nay. Bà nhìn đây con này, bà nhìn thẳng vào ống kính cho con này, hiểu nữa. Đây là xin mời bà ngoại ạ. Vâng, xin giới thiệu bà ngoại cũng là bà nội của em chị đấy ạ. Vâng, là cháu Thích Tôn đấy ạ. Vâng, và chúng tôi cũng xin mời lên hôm trời cưới gia đình chú Thím Hoa Bạch Trước cũng có một món quà để tặng tặng cho cô cháu gái của mình ở trong buổi trưa ngày này. Xin trân trọng kính mời. Vâng, và ngay sau đây chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu gia đình bác Xuân Quang cũng có một món quà để tặng cho cô cháu gái của mình ở trong buổi trưa ngày này. Xin trân trọng kính mời bác. Vâng, xin mời tất cả những quý vị đại biểu, chúng ta hãy chuẩn bị, chúng ta hãy về với môn trường của họ Cái Chai để chúng ta cùng nhau dựng lễ thành hôn. Và xin mời bác có đôi lời và phát biểu. Alo. Thời gian đẹp đã tới, chúng tôi đại diện cho gia đình ở Cái Chai xin mời quý khách tất cả của bạn bè của hai cháu đã đến giờ đưa cháu về làm dâu làm con của chúng tôi. Vậy lần nữa tôi xin mời tất cả quan viên bốn họ bớt chút thời gian vàng bạc đưa cháu về gia đình làm con làm dâu của chúng tôi. Xin cảm ơn. Còn 5 phút và thoải mái đi. Còn 5 phút. Ban tổ chức chúng tôi sẽ dành cho 5 phút để mọi người có thể chờ được nhá. Đây phải là nhìn này. Nhìn nhìn anh ấy trước nha, nhìn súng dài trước nha. Súng dài trước. Đây cháu mọi người lên đi. MC này mời gia đình lên. Đi 5 phút. Đây cả nhà nhìn đây. Đi rồi. Vâng, những bạn bè, những người nhà, những người anh, người chị của cô dâu Như Hoa cũng như là chúng tôi có trường cưới rồi lễ cung quỳnh để chúng ta lưu lại những bức ảnh đẹp nhất ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, và những người kia chúng tôi rồi cũng xin trân trọng kính mời những trưởng đoàn, những phó đoàn, những bác, những cô dì, chú bác, những bạn bè, nam nữ thanh niên, chúng ta những ai nhận được lời mời của chú rể, chú sư như cô Như Hoa, chúng ta hãy ra ngoài để sắp xếp những chú ngồi để chúng ta chuẩn bị lên đường để sang quán đoàn của nhà trai để chúng ta để làm lễ thành hôn cho đôi bạn trẻ ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin trọng kính mời và kính mời. Alo, các cụ nhà gái thì hôm nay là bố trí 5 xe con và 1 xe 15 chỗ ngồi. Để các cụ và ra để bố trí xe ở ngoài đấy. Bác kia bác kính ở đấy thì đâm vào tỏa thân rồi. Lạnh quá. Lạnh chưa? Lạnh. Các anh chị em đứng lùi trên này chụp với cô dâu chú rể không hiểu không?
vị chúng ta cùng chút thời gian vàng của mình cùng chia sẻ với các gia đình và cha những người để cùng mời chào mọi phút mọi nước và cùng chúc mọi phút cho các bạn trẻ văn chương và hiếu hoa của trường ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, kính thưa các thủ công tất cả cô dì chú bác và các bạn trẻ làm rất nhân chân thành và kính mến. Tại đây là ngày sơ giáo tiết cầu để chúc mừng chầu cầu trong tiết cách phượng nhớ thương suốt đời. Một lần nữa gửi lời công an chúc. Sẽ trao lên tôi người kia bao yêu thương nhé. Để yên thế và vòng tay sau lưng người ôm chặt đi. Người không còn tim mới nói rất gần đây. Thì ngày cưới ông tơ sẽ buộc vào tay cô dâu chú rể một sợi chỉ hồng để gắn kết tình yêu trăm năm của họ được trăm năm hạnh phúc và trọn đời thủy chung. Và sợi chỉ hồng ấy đến ngày hôm nay đó chính là đôi vòng nhẫn cưới mà chính thức tay cô dâu chú rể trao cho nhau trước khi sự kiến của tất cả các cụ công các bà. Cô dâu chú rể, chúng ta cùng làm thủ tục trao nhẫn cưới. Và đôi chân ngừng đi thì em ơi xin em hãy cất tiếng nắm tay nhau thật chặt, giữ tay nhau thật lâu. Vâng, và từ đây hai lửa trái tim đã tìm thấy ở nhau và hòa cùng một nhịp đập. Vâng, và một lần nữa được cầu chúc cho các bạn trẻ trăm năm hạnh phúc và trao đời thị trường có trời đồn. Một lần nữa cũng tiếng kính chào mọi người của mình trong bàn trang mọi người thật lớn để cầu chúc mừng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, quý là có làm được không? Có làm được không ạ? À, làm được ạ. Tôi không làm được, tôi mời người khác. Quý ơi, hãy đồng một trang mọi người thật lớn để cầu chúc mừng nào. Tôi đếm từ 5 đến 1 nha. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Vâng, chúng ta đây một chào bắt tay thật lớn để cùng chúc mừng. Vâng, cùng trở lại với giọng ca của anh Minh Hồng. Vâng, chân thành kính mời anh Lan bác sĩ Minh Hồng sẽ lên sân khấu cô đơn ca khúc để dành tặng cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay.